Chúng tôi đang có mặt tại thung lũng Mận Nà Ca của Mộc Châu. Và hiện tại thì tôi đang đi trong rừng mận. Hai bên là những cây mận rất là xanh. Và mận hôm nay thì lại đang là mùa, chuẩn bị là đến mùa hái mận rồi. Đây các bạn có thể thấy nhá. Đây cây mận của chúng ta đây này. Đây, cây mận đang rất nhiều quả. Đó. Wow. Cây mận thì phải nói là rất là sai quả, cây mận nào cũng rất là nhiều quả đây này. Chúng ta thấy là wow. Ý, quả mận đây này. Có lẽ là chúng ta nếu mà ở nơi phố thị thì chỉ nhìn thấy những quả mận bán ở chợ hoặc ven đường thôi. Nhưng mà khi đi đến Mộc Châu vào đúng mùa mận thì chúng ta mới thấy được rằng những cây mận này cực kỳ đẹp. Và phải nói rằng là được tận mắt chứng kiến rừng mận như thế này. Đây. Đấy. Đây. Sai, rất là sai. Và chúng ta sẽ được thưởng thức trực tiếp quả mận. Đây quả mận đây này. Đây, tôi đã thấy lấy một quả mận xuống đây. Các bạn thấy này. Đây quả mận chín nhá. Khá chín. Ừ, đây quả mận chín này. Quả này thì chắc là chúng tôi có thể ăn luôn. Các bạn nhìn tôi ăn này. Nói chung là mận mận hậu này để mà mổ rộ thì phải đến cuối tư âm quá. Còn bây giờ thì mới là mận mận cơm rồi. Rất là ngọt. Nó ăn hái mận vừa ăn ngon lắm. Ngon hơn mận mua. Không ngon hơn mận mua. Vâng, bây giờ chúng ta xin được gặp anh. Chúng ta sẽ gặp anh Sơn Tùng. Vâng, xin chào anh Tùng. Hiện tại thì ở thung lũng Mận Nà Ca bây giờ mới chín mận cơm thôi. Còn mận hậu thì phải đến cuối tư âm thì mới là cái mùa nở rộ của mận hậu. Và khi đó thì mới chín đồng đều. Hiện tại thì ở Mộc Châu bây giờ đã có mận hậu chín. Tuy nhiên thì chỉ một vài quả thôi mà đang là mận trái mùa. Ở Mộc Châu đang gọi là mận trái mùa. Còn chúng ta thưởng thức ở đây được hái mận trong khung cảnh của thung lũng Nà Ca. Và rất là thiên nhiên, mát mẻ mận cơm thì đang nở rộ rồi, mời cả nhà cùng thưởng thức. Rồi, thế rồi, xin chào bà đi vào đây hái mận hả bà? Đoàn chúng tôi đang đi tham quan và hái mận ở Nà Ca. Nà Ca. Vâng. Ê, mận rất là ngon mà rất là rẻ nhá. Đoàn mình từ đâu đi đến đây ạ? Đoàn tôi ở đoàn tàu không số Cựu Chiến binh Việt Nam. Vâng, thế là bà đi với bên nào tổ chức cho các bà đi đến đây đấy? Tên du lịch Đại Phong. Led tour. Led tour rất chu đáo, hoàn chỉnh và tân đình. Họ bảo mận cơm là mận nắng. Cơm ở trong này ạ, à? Cái mận bé bé ấy. Cái mận cơm ấy, chứ mận này mận. Vâng, mận này. Bà ăn thử chắc là quả vừa hái bà ăn xong có ngon không ạ? Không, cái xanh có được ăn, xanh. Chua chua đúng không? Chua đó. Nhưng mà phụ nữ thường thích đồ chua. Cũng còn chua. Tôi đi trong này, thẳng ở trong này nhiều cái mận cơm này. Cũng còn chua nhưng mà hôm nay không riêng gì. Hôm nay không riêng gì đoàn khách của Led Tour mà cũng có nhiều khách khác nữa. Đấy chị vừa hái đấy à? Ăn được không? Ăn ngon em ạ, nhưng mà nửa tháng nữa là mận này chín ngon lắm. Nửa tháng nữa các bạn hãy đi Mộc Châu để hái mận nhá. À đấy, con cung cấp muối nhá, tôi cung cấp muối ăn mận nhá. Cháu đi muối mận đâu, cháu cảm ơn cô. Ok. Đấy, nhà tuyệt vời. Cây mận rất nhiều quả. Và cây mận thì cũng chỉ cao hơn đầu người một chút thôi. Và quả thì rất nhiều. Và có những quả chín rồi, nhưng mà chắc là nửa tháng nữa các bạn đi hái mận ở Mộc Châu sẽ hợp lý hơn. Và các bạn sẽ được vào vườn tận tay hái những quả mận mà ngon nhất, mọng nhất và bạn cảm thấy là... Đấy, đúng rồi đấy, mận vào vụ rất ngon. Mận trái mùa cô ạ. Đây không, bây giờ là chưa. Quê xa tư âm thì mới chín hết. Tháng 5 âm, mùng 5 tháng 5 là rộ cái lúc giết sâu bọ. Giết sâu bọ đấy ạ, vâng. Thế này mà vào vụ giòn lắm. Đây chờ anh. Em đứng cạnh cái chùm mận này không máu. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay chúng tôi đang có mặt tại rừng mận Nà Ca ở Mộc Châu. Và những cây mận thì quả sai chữ cành. Đây một thung lũng mận rất là nhiều cây và rất nhiều quả. Và thú du khách quay cho cô cẩn với vâng, cẩn thận này. Vâng, đây du khách của chúng tôi, cô ấy cẩn thận với cô với cao lên. Cô với cô ngắt luôn đi. Không ngắt, chỉ với vâng, này thôi. Cô với luôn à? Đây rồi.
Đấy, cô khách của chúng tôi vào đây đấy, hái mận vào. Đấy, cô hái được nhiều chưa? Nhiều rồi. Nhiều rồi. Ôi, mận ngon lắm, mận không chua. Không chua. Vâng. Cô đi từ đâu lên đây ạ? Cô đi từ Hà Nội lên, đoạn đi theo đoàn. Đi vào rừng mận Nà Ca thì rất nhiều du khách có mặt tại đây và đang hái mận để thưởng thức những trái mận tươi ngon nhất của Nà Ca. Rừng mận Nà Ca cách nông trường thị trấn Mộc Châu khoảng 16 km, và tại nơi đây nông trường ở thung lũng mận Nà Ca là nơi mà hàng trăm hecta trồng mận cũng như trồng đào, và du khách khi mà muốn được thưởng thức màu hoa mận thì thường nên đến vào dịp sau Tết và tầm cuối tháng 2 đến tháng 3 âm lịch. Còn khi mà muốn thưởng thức mùa mận chín tại Mộc Châu thì chúng ta nên đến vào cuối tháng 4 âm lịch. Hiện tại chúng tôi thì mới đang vào ngày đầu tháng 4 âm lịch thôi. Tuy nhiên trong này thì mận cơm đã nở rất nhiều rồi và đã chín rồi. Còn mận hậu có lẽ chẳng phải đợi thêm khoảng nửa tháng nữa thì sẽ có. Như vậy là lại có mấy loại mận hả anh ơi? Tại đây trồng chính thì sẽ gồm có hai loại mận, mận cơm và mận hậu. Tuy nhiên thì đến tận giờ này phút này thì chỉ có mận cơm là mới chín thôi, còn mận hậu thì có lẽ chúng ta cần phải đợi thêm khoảng 2-3 tuần nữa thì nhà mình mới thể thưởng thức chính xác nhất, trọn vẹn nhất hương vị của mận hậu. Hiện tại chúng ta đang tới chỉ là một cái khu vườn nhỏ ở trong hàng trăm khu vườn ở đây, và diện tích của khu vực thung lũng mận Nà Ca này lên tới hàng trăm hecta. Cùng với thung lũng mận Mu Náu mới được phát triển du lịch gần đây thì đây là một trong hai thung lũng mận rất lớn và nổi tiếng tại Mộc Châu. Nói chung, nay rất là vinh dự khi được dẫn đoàn các cô chú ở đoàn tàu không số Hải quân lên tới vùng đất Mộc Châu để tham quan, chụp ảnh cũng như được trải nghiệm cái văn hóa địa phương tại đây. Và cùng với đó là được đồng hành cùng với thương hiệu Let's Tour. Cảm ơn anh, tuyệt vời. Let's Tour hãy cùng đến nơi các bạn thích với chúng tôi. Thế cho hỏi đây, anh Tùng ơi, thế thì nếu mà khách mà lên Mộc Châu hái mận thì thời điểm nào lên là đẹp nhất nhỉ? Let's Tour của Mộc Châu hái mận theo kinh nghiệm của Let's Tour thì các bạn nên tới vào trung tuần tháng 4 âm lịch, khi đó mận hậu đã bắt đầu chín nhiều rồi đó, và khi đó chúng ta sẽ trải nghiệm một trọn vẹn nhất, vừa được hái vừa được ăn mận hậu thật ngon lành. Các bạn hãy vào trang web letstour.com đó, trên cờ của tôi đã ghi đây rồi đó, letstour.com hoặc du lịch đại phong.vn. Số điện thoại đây là 0904 0904 566444 để vâng. Được đi đến những cái vùng đất đẹp nhất và được thưởng thức văn hóa dân tộc vui nhất và hay nhất với giá cả rất phải chăng. Chúng tôi không mang đến giá rẻ nhất nhưng chúng tôi mang chất lượng tốt nhất.